Xin chào quý vị và bạn, tôi đang có mặt tại Mazda Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đại lý chính hãng của Mazda tại Việt Nam, có thể nói là một trong những đại lý lớn nhất. Và trước mắt chúng ta là một chiếc xe rất hot và được thị trường quan tâm trong thời gian gần đây, đó chính là Mazda CX-8, một mẫu xe 7 chỗ. Phiên bản trước mắt chúng ta là phiên bản Premium 2.5 AVKD, tức là phiên bản cao cấp nhất, có giá bán là 1.399.000.000. Và nhìn sơ sơ thì mẫu xe này khá giống so với Mazda CX-5. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về chiếc xe CX-8 này. Điểm đầu tiên, mẫu xe 7 chỗ CX-8 này sẽ không tiếp cận khách hàng bằng giá thấp, và thay vào đó sẽ tích hợp rất nhiều các công nghệ có thể nói là cao bậc nhất phân khúc. Như các bạn đã biết là phân khúc xe 7 chỗ giá trên 1 tỷ ở Việt Nam đang khá là chật chội, với rất đông các đại diện đến từ các hãng Mỹ, Nhật, Hàn. Kể từ thời điểm mà Mazda CX-9 dừng lại không phân phối ở Việt Nam nữa thì Mazda chưa có một đối thủ nào ở dòng xe 7 chỗ tham chiến tại Việt Nam, và đây chính là lý do mà Mazda CX-8 ra mắt. Về cơ bản thì chiếc CX-8 này sẽ sử dụng chung khung gầm với Mazda CX-9 trước đây, được kết cấu lại ngắn hơn, hẹp hơn và thấp hơn một chút. Tuy nhiên thì cái thông số kỹ thuật của Mazda CX-8 cũng khá là nổi bật. Chiếc xe này dài tới 4m9, rộng 1m840 và cao 1690mm. Sở hữu trục cơ sở lớn nhất phân khúc xe 7 chỗ lên tới 2930mm, tức là nó cao hơn rất nhiều các đối thủ còn lại. Ví dụ như Santa Fe thì trục cơ sở chỉ có 2700mm thôi, và Fortuner là 2750mm. Cái thông số này thì thật sự là rất ấn tượng. Tuy nhiên thì Mazda CX-8 cũng không phải là không có điểm yếu, đó chính là cái phần rộng. CX-8 nó chỉ rộng 1840, có nghĩa là đúng bằng với một chiếc Mazda CX-5. Các bạn hãy hình dung trước mắt chúng ta sẽ có một chiếc CX-5 kéo dài hơn, và chúng ta sẽ có một chiếc CX-8. Đấy là cách đơn giản nhất. Các bạn đã nhìn thấy một thiết kế, thật sự thì nó cũng không quá khác biệt, nó rất là quen thuộc với khách hàng và thật sự là giống Mazda CX-5. Đây chính là một cái lợi thế về ngôn ngữ Kodo đang được ưa chuộng tại Việt Nam, và CX-8 sẽ không mất nhiều thời gian để khiến khách hàng trở nên quen mắt. CX-8 thì thật sự là một mẫu xe option bậc nhất phân khúc, và một mẫu xe trên 1 tỷ. Điểm đầu tiên đó chính là cái nội thất bọc da Nappa. Cái này chủ yếu xuất hiện trên xe Mercedes thôi. Điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh 10 loa Bose là những tiện nghi mà duy nhất chỉ có Mazda CX-8 mới có được, các đối thủ khác còn lại không có. Một số các tiện ích khác ví dụ như ghế trước điều chỉnh điện, nhớ vị trí, hàng ghế phía sửa có sưởi, đặc biệt là hàng ghế thứ hai cũng có sưởi luôn. Gương chống chói này, phanh tay điện tử có giữ phanh. Khởi động bằng nút bấm hiển thị thông tin trên kính lái HUD. DVD, gạt mưa tự động, rèm chân nắng phía sau và cốp điện. Phiên bản trước mắt chúng ta đang sử dụng động cơ là Skyactiv 2.5 phun xăng trực tiếp cho công suất tối đa là 188 mã lực, và cao hơn một chút thôi so với CX-5. Chiếc xe này sẽ sử dụng hộp số tự động 6 cấp và có tích hợp thêm với công nghệ tắt máy khi dừng chờ, iStop. Những cái công nghệ mà Mazda CX-8 có được cho đến thời điểm này thì tôi khẳng định luôn là chưa có một mẫu xe nào 7 chỗ giá loanh quanh trên 1 tỷ mà có được. Chúng ta có thể kể đến như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, điều chuyển hành trình thích ứng, có nghĩa là sẽ tự giữ khoảng cách với xe phía trước thông qua một cái radar 3D được đặt ở logo, cảnh báo vật cản phía trước và hỗ trợ phanh thông minh, hỗ trợ phanh trong thành phố luôn và nhận diện người đi bộ, hỗ trợ phanh thông minh khi lùi. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được trang bị sẵn cả cam 360 này, cảm biến đỗ, 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử. Đó. Và thật sự là những cái option này ấy, thì rõ ràng là khiến các đối thủ khác phải dè chừng, dù thực tế cái tình trạng giao thông của Việt Nam nó có thể ảnh hưởng ít nhiều đến cái hiệu quả sử dụng. Trong cái phân khúc này thì đối thủ xây dựng phong cách tương đồng với CX-8 chính là Hyundai Santa Fe, và nó cũng sử dụng cái khung gầm liền khối Unibody dạng crossover thành thị với khá nhiều tính năng. Trong khi thì các đối thủ còn lại như Fortuner, Everest, Pajero Sport hay Trailblazer là những mẫu SUV thực thụ với những kết cấu body on frame, có nghĩa là người ta sẽ đặt riêng rẽ mà khung gầm và thân vỏ sẽ không liên kết với nhau. Nó sẽ được hướng tới những cái chạy đường trường và địa hình xấu. Phiên bản Mazda CX-8 cao cấp nhất này thì có giá bán lên tới 1.399.000.000. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn những phiên bản thấp hơn, ví dụ như Premium 2 VKD có giá 1.349.000.000.
Luxury 1 tỷ 199 triệu và phiên bản thấp nhất là Deluxe 1 tỷ 149 triệu đồng. Mức giá này có thể nói là khá cao và nó cao tới cái phiên bản cao nhất của Santa Fe lớn 200 triệu và nó tương đồng với những mẫu xe nhập khẩu khác như Fortuner và Everest. Mọi thông tin chi tiết về mẫu xe CX-8 các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline được đính kèm video để có cái giá chính xác nhất cũng như là chương trình khuyến mại chi tiết nhất vào từng thời điểm. Chiếc xe này sẽ được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Và một lần nữa thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.